Speedy, sự thật đó là những chiếc bàn đạp làm nên chúng ta, dẫn dắt cuộc sống của ta. Con sẽ không bao giờ làm một tay đua mà còn đi giao thư được. Người ta luôn mong sẽ nhận được thư đúng giờ, Speedy. Không phải là mấy trò đua xe của con nít. Cư dân địa phương đang chờ đợi sự trở lại của người hùng. Anh Rob đang ở Sparkfield. Đây là cơ hội để con được anh ấy huấn luyện và trở thành một tay đua thực thụ. Là tôi, Rock, người hùng của mọi người ở đây. Tôi đã quay về để giúp đỡ mọi người, không phải đạp xe nữa. Tôi muốn giới thiệu đến mọi người động cơ xăng. Động cơ xăng chỉ mang lại những điều xấu. Thành phố thì đầy khói bụi. Chúng ta phải ngăn chặn chuyện này bằng mọi giá. Một cuộc đua. Đua. Kẻ bại trận sẽ biến khỏi Sportsville mãi mãi. Vương quốc xe đạp. Khởi chiếu 28 tháng 6, 2019.